Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ kiến thức cùng bác sĩ Implant của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, với công nghệ ngày càng tiên tiến thì các quy trình trong nha khoa cũng ngày càng rút ngắn hơn và nhằm nâng cao chất lượng điều trị và hiệu quả điều trị. Chính vì thế mà robot định vị ra đời nhằm hỗ trợ bác sĩ trong việc lập kế hoạch điều trị và cấy ghép implant. Vừa qua, tại Hà Nội, nha khoa Lập Việt Intech đã phối hợp với tập đoàn Envista Nobel Biocare đến từ Hoa Kỳ tổ chức lễ ký kết chuyển giao công nghệ cấy ghép implant bằng robot định vị X-Guide. Đây là công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Robot định vị X-Guide là công nghệ giúp bác sĩ lên kế hoạch và phẫu thuật cấy ghép implant với độ chính xác lên đến 0,1mm, độ chính xác cao gấp 11 lần so với kỹ thuật cấy ghép thông thường, mang đến kết quả điều trị hoàn hảo, phục hồi chức năng ăn nhai và thẩm mỹ cho những bệnh nhân có tình trạng lâm sàng phức tạp. Nha khoa Lập Việt Intech là nha khoa đầu tiên áp dụng công nghệ này tại miền Bắc. Ngày hôm nay thì chúng tôi mời đến đây bác sĩ Đỗ Minh Chuyên, bác sĩ chuyên khoa cấy ghép implant tại nha khoa Lập Việt Intech để cùng nhau bàn về chủ đề công nghệ cấy ghép implant bằng robot định vị được hoạt động như thế nào. Dạ vâng, chào bác sĩ. Chào Thu Hồng, cũng như chào tất cả các quý vị các bạn. Thì tôi là bác sĩ Đỗ Minh Chuyên đến từ chuyên khoa cấy ghép implant và cụm hình răng tại nha khoa Lập Việt Intech. Dạ vâng, thưa bác sĩ, robot định vị trong cấy ghép implant còn là một cái định nghĩa khá là mới lạ đối với nhiều người. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ robot định vị được hoạt động như thế nào không ạ? Robot định vị nó là một cái khái niệm mới ở trong nha khoa, là một cái công nghệ dẫn đầu đối với các nước trên thế giới, giúp cho cái việc mà cấy ghép implant một cách hoàn hảo và chính xác nhất theo đúng như cái kế hoạch mà mình đã đưa ra ở trên cái team City Cut Lớp. Thì cái hoạt động của cái máy robot định vị nó sẽ dựa trên cái hoạt động đó là nguyên lý định vị GPS bằng một cái camera đa chiều hay gọi là mắt thần để có thể xác định được tọa độ, khoảng cách cũng như là độ sâu của cái mũi khoan ở trên các cái cấu trúc giải phẫu của bệnh nhân. Từ đó thì sẽ giúp cho bác sĩ có một cái nhìn một cách chính xác nhất về cái đường đi cũng như là cái hướng của mũi khoan ở trên màn hình máy tính. Dạ vâng, vậy thì so với cả phương pháp thông thường thì công nghệ cấy ghép implant bằng robot định vị thì nó có những cái ưu điểm nào vượt trội hơn không thưa bác sĩ? So với phương pháp mà cấy ghép implant thông thường thì cái phương pháp cấy ghép implant bằng robot định vị nó sẽ có rất nhiều ưu điểm so với cả cái phương pháp thông thường. Thứ nhất đó là về độ chính xác. Thì đối với cả cái phương pháp cấy ghép bằng robot định vị thì cái khả năng cấy ghép của bác sĩ nó sẽ đạt được độ chính xác gần như là hoàn hảo. Từ cái vị trí cấy ghép implant, từ cái độ sâu của implant và cái hướng của implant nó đều sẽ đúng như là trên các cái kế hoạch mà mình đã đưa ra. Cái ưu điểm thứ hai đó là cái rút ngắn thời gian điều trị. Bác sĩ sẽ không phải mất thời gian mà ngồi nhìn xem là mũi khoan của mình đã đi được bao nhiêu chiều dài, hay là bác sĩ không phải mất thời gian ngồi ngắm hướng trên miệng bệnh nhân nữa, mà sẽ bác sĩ sẽ nhìn vào trên màn hình máy tính một cách rất là rõ ràng và tổng thể nhất. Từ đó thì cái thời gian khoan nó sẽ rút ngắn đi. Thì những cái ưu điểm đó nó sẽ giúp cho cái việc mà cái ghép implant bằng robot định vị nó sẽ là cái xu hướng của tương lai. Dạ vâng, vậy thì cái thời gian điều trị bằng robot như tôi vừa chia sẻ ở trên thì cái thời gian mà mình cấy ghép bằng robot định vị nó sẽ ngắn hơn cái thời gian mà bác sĩ cấy ghép thông thường, nhất là đối với những cái ca mà nó phức tạp, những ca khó, ví dụ như là những ca né ống hệ thần kinh hoặc là những ca mà cấy ghép implant trụ gò má, thì cái việc mà bác sĩ phải căn chỉnh ở trên miệng nó rất là mất thời gian. Thì đối với phương pháp robot định vị thì bác sĩ chỉ cần nhìn trên màn hình máy tính thôi là có thể nhìn rõ được là mũi khoan mình đang đi đến đâu rồi, và không bao giờ phải sợ nó là vi phạm vào những cái cấu trúc giải phẫu đó. Thì từ đó cái thời gian điều trị nó sẽ cảm giúp ngắn hơn ở trong những ca như thế. Vậy thì có một câu hỏi có rất là nhiều khách hàng thắc mắc, đó là không biết là có phải là đối tượng nào cũng có thể là cấy ghép được implant bằng robot định vị hay không ạ? Các đối tượng mà mình có thể cấy ghép bằng implant bằng robot định vị ấy, nó sẽ bao gồm toàn bộ những cái bệnh nhân mà có thể cấy ghép bằng cái phương pháp thông thường, và sẽ có thêm những cái trường hợp đó là những trường hợp khó. Ví dụ những trường hợp mà mình như tôi đã nói, đó là những trường hợp mà cấy phải né cái ống dây thần kinh, thì đấy là những trường hợp khó đối với cấy ghép thông thường, bác sĩ sẽ phải rất là cẩn trọng. Nhưng mà tuy nhiên thì đối với phương pháp cấy ghép bằng robot định vị thì mình có thể rất là yên tâm. Dạ vâng, vậy thì với phương pháp cấy ghép implant bằng robot định vị thì mình có thể sử dụng được nhiều hãng trụ implant khác nhau hay không thưa bác sĩ? Tương lai thì có thể sẽ sử dụng được nhiều hãng trụ, mà tuy nhiên thì bây giờ hiện tại là có hãng Nobel Biocare nó đang họ là đang là người sản xuất ra chiếc máy này, họ chỉ đồng bộ duy nhất với cái dòng trụ của họ, đó là dòng trụ của Nobel thôi. Chính vì thế nên là hiện tại mình sẽ chỉ sử dụng được cái dòng trụ Nobel của Thụy Điển, còn tương lai thì tôi nghĩ là sẽ sử dụng đối với các trụ khác, nhưng mà nó sẽ cần thời gian để nó phát triển thêm. Dạ vâng, vậy thì có một cái yêu cầu nào về chuyên sâu và trình độ của bác sĩ trong việc sử dụng robot định vị không ạ? Cái này thì có chứ, tại vì
để mà cập nhật các công nghệ mới này thì các bác sĩ sẽ phải được tham gia các khóa đào tạo của bên hãng cũng như là bên của các cái chuyên gia bên nước ngoài. Họ sẽ về cập nhật kiến thức cũng như là về phổ biến các cái quy trình cũng như là các cái cách sử dụng, và sẽ phải luyện tập rất là nhiều ở trên các cái mô hình cũng như là các cái thiết bị giả lập ba chiều để mình có thể quen cũng như là sử dụng thành thạo các cái dụng cụ này. Tại vì đây hiện toàn là những cái thiết bị mới và rất là hiện đại. Ở Lạc Việt ấy thì cái độ uy tín thì có từ lâu rồi, mà chú thì thấy các cái bác sĩ xuất hiện trên TV cũng rất là nhiều, mà nay thì lại áp dụng cả cái công nghệ mà trồng răng implant robot định vị, nên chú quyết định trồng răng sau thì mình không thấy đau mà lại rất là thoải mái, dễ chịu chứ không có nặng nề như là mình nghĩ khi ban đầu. Ở Lạc Việt ấy, thì chú hay nói là thích nhất ấy, là cái đội ngũ y bác sĩ. Ở đấy là y bác sĩ rất là nhiệt tình, nào là tư vấn, giải đáp cho mình những cái thắc mắc, kể cả khi mình đã đi về nhà. Nhưng bác sĩ vẫn giải tiếp cho mình, đến khi mình hiểu thì thôi. Thế còn cái đội ngũ mà nhân viên thì chú cũng thấy rất là hài lòng. Nào là rất là chu đáo này, nhiệt tình này, rồi thì hướng dẫn cho mình đến các phòng khám rất nhẹ nhàng. Tôi thì rất là cảm ơn Lạc Việt và đội ngũ y bác sĩ của nha khoa đã giúp cho tôi có được cái bộ răng chắc, khỏe, đẹp. Có nghe bác sĩ tư vấn thì bác sĩ nói là công nghệ implant này đứng đầu thế giới, rất là hiện đại. Thế sau khi cô nghe thì cô về cô suy nghĩ và tìm hiểu thì cô thấy cái công nghệ này rất là tốt, hiện đại, và cô cũng thấy báo chí nói là độ chính xác của nó là gấp 11 lần so với thông thường, còn cái độ an toàn của nó là 100% so với bình thường. Thế cô thấy vậy là cô quyết định làm luôn. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng của cô. Lúc đầu cô nhìn thấy cánh tay robot lại làm cho cô thì cô cũng thấy sợ. Nhưng thực sự là rất là nhẹ nhàng và là thoải mái. Đội ngũ bác sĩ thì rất là tận tình. Lê Tân thì đón tiếp rất là chu đáo. Về đến nhà mà bác sĩ vẫn gọi điện hỏi thăm. Cô về cô còn khoe với cả nhà là khám răng như khám ở nước ngoài ấy. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì nha khoa Lạc Việt Intech đang là nha khoa độc quyền tại Đông Nam Á sở hữu công nghệ cấy ghép implant bằng robot định vị và công nghệ cấy ghép USI. Và đây cũng là bước tiến vượt bậc trong ngành nha khoa, hứa hẹn sẽ mang đến kết quả điều trị hoàn hảo nhất cho những ca lâm sàng phức tạp. Hy vọng với những kiến thức mà bác sĩ chuyên ngày hôm nay đã chia sẻ thì đã giúp quý khách hàng có thêm những kiến thức về implant để bảo vệ sức khỏe răng miệng cho bản thân cũng như là người thân trong gia đình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Nha khoa Lạc Việt, chất lượng điều trị là trên hết.